mà bởi vì trò chơi này có sức phá hủy tình bạn rất cao. Mọi người nghĩ ai là sói, chỉ người đó. 3, 2, 1, chỉ. Thôi nha, mới chơi chưa nói cô này để chết rồi nha. Thôi nha, mới chơi rồi. Thằng Nhân là sói á, thằng Nhân á. Hay mình cho nó chết đi. Chưa tới đâu mà nghĩ. Trở mặt rất lẹ. Mày phải tin tao. Tin tao. Thôi.